Quận đoàn Cẩm Lệ vừa tổ chức chương trình hành trình kết nối Việt Nam Lào năm 2023 với sự tham gia của đoàn viên thanh niên và 20 bạn sinh viên Lào đang ở nhà dân trên địa bàn quận Cẩm Lệ thuộc chương trình ở nhà dân Homestay dành cho sinh viên Lào đang theo học tại các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đoàn đã đến đặt vòng hoa dân hương tại đài tưởng niệm liệt sĩ Hòa Vang, tìm hiểu truyền thống đấu tranh hào hùng của quân và dân mảnh đất Hòa Vang anh hùng. Cùng với đó, đoàn cũng đã đến dân hương tại nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong khuôn viên đài tưởng niệm đến tham quan nhà trưng bày Hoàng Sa, các bạn sinh viên Lào đã được nghe thuyết Bình tìm hiểu lịch sử chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa qua thông tin, tư liệu tại không gian trưng bày được nghiên cứu cảm nhận về một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Thông qua hành trình kết nối Việt Nam Lào, thanh niên hai nước đã có cơ hội giao lưu gần gũi, cùng nhau tìm hiểu về đất nước, lịch sử con người, phong tục tập quán, ẩm thực, văn hóa truyền thống, vùng đáp tình hữu nghị đoàn kết giữa hai nước Việt Nam Lào.